Ok. Hello xin tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại với video tiếp theo của mình. Và mình là Cá Phạm Cá Minh đây. Ok, hôm nay mình sẽ gọi là cố gắng đào thiên thạch, đập thiên thạch để mình gọi là đổi full full bộ đồ này nha mọi người nha. Mọi người đón xem nha mọi người. Ok. Hôm nay chúng ta phải đổi full bộ đồ này nha. Hiện tại thì mình có bao nhiêu là ta? Được rồi. Đây, mình sẽ đào thêm 8 cục này nữa. Mình sẽ gọi là chế tạo đó, đồ đủ đồ mọi người, đồ đủ tám này nữa. Ok ok thì mọi người xem thì nhớ giúp mình cho mình xin một like vào đấy kênh mọi người nha. Ok, giúp lên 50.000 người đăng ký mọi người. Ok mọi người nha, giờ thì thôi em ơi, làm Blaze đi tìm đập thôi. Ok, thì nói chung thì trước tiên mình đi xem chế tạo như nào thì mình và xem coi có gì không đã. Mở rồi đã, lúc nào vậy mở? Ủa sao nó cái cương ta cho đường sao rồi ta, cái gì đây, bánh hả? Ok, à, không có gì đặc biệt mọi người. Đi. Nói chung thì hôm nay thì thương không có gì hết. Để xem mình gọi là chế tạo cái khối bao nhiêu cái khối rồi. Để mình canh để biết đường để mình gọi là còn đi đập được tinh thạch nữa. Đấy. Rồi mình sẽ chết. À hoàn thành cái này rồi nè. Ok, để mình tính nha. Nặng một cái này. Cái này thì một cái nói rồi nha. Bộ đồ nó ra đây. Một cái này. Cái này thì không. 6 cái này. Này nữa là 6 cái 3 nữa 9. Làm sao phải có 9 cái này nữa. Mình còn thiếu 4 cái. 4 cái thì mình đập thêm mấy cái nữa ta. 4 cái thì mình đập thêm cỡ 8 9 cái nữa làm về mình chế tạo đủ anh em ơi. Ok, cố gắng nè. Đi thôi, let's go. Thôi đi thôi. Đây rồi. Tele leo qua cho anh làm mọi người ơi. Anh đã thấy anh đã thấy rồi. Đây rồi, mình sẽ là người đập đầu tiên. Nghe nói là đập tỷ lệ người đập đầu tiên là ra ra gọi là đá hiếm, đá hiếm gọi là cao hơn đó, ai đập đầu tiên là người đó được cao hơn đó. Thấy chưa mọi người, thấy chưa mọi người, đập đi tên leo anh đập nè, lên tiếp đó. Không nhận đập lên phê mọi người, vui mọi người. Yeah. Hay giờ hay giờ có hay à, có thêm viên ở đây, có thêm viên ở đây, nó lại phải hai viên đúng không mọi người, mình đập tiên mà hai viên chưa có hai viên, phải hai viên. Đồng hay 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 nhìn vui ghê. Ra đi. Ra sao mà ra được, sao mà ra được, để anh ra cho, để anh ra. Trời ơi, hai người đập khi nào mới xong bể cục này. Bây giờ anh bấm một cục mà tao ra mà. Ôi đó, thêm một cục này, hai cục nha, hai cục nha, hai cục rồi nha. Đá crypto, hai cục rồi. Ba cục hình như là nhiều nhất là một cục có ba cục thôi mọi người ạ. À. Một cục này, một cục thật to là chỉ có ba cục thôi. À, có người đập kia. Đây đây có người tới. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ê, bạn ấy thứ cho mình. Canon. Ủa, sao mới giờ mới qua chào Canon rồi. Đi đi. À, su su trai. À, bà su. Lên. Ai chà. Ai chà. Cho đập mỏi tay luôn. Mỏi tay luôn mọi người ơi. Này biết em rồi hả? Biết chớ, biết chớ. Kêu cano là biết xu rồi. Ấy, công phu lên. Trời. Công phu cho cố vô lộn nhà, đập cho cố vô rồi lên đập đá. Ôi trời, bên kia đã đi ra rồi. Còn một cục nữa sao ấy. Để cho ba cục đúng không? Để cho ba cục crypto đúng không? Để anh canh thử, mình canh thử là cái cục này nó rất bao nhiêu cục crypto crypto ra. Như là một cục thì có ba cục thôi mọi người. Đa số là ba cục thôi, để ý rồi. Ui. Đây cũng có à. À mấy người này đánh đập mình nha, không cho đập ké. Trời 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 trời. Mới qua mà. U là trời. Đây rồi.
Hay quá Su ơi. Đấy, có sao lên được. Vô, cố lên. Công nhận đập đá này vui thiệt. Ây dò, mọi người thấy lộn nhau ghê nhá. Đó. Như vậy là 3 viên rồi nha, được 3 viên rồi, được 3 viên rồi nha. Đếm, mọi người cũng đếm nha. Để được 3 viên rồi. Mọi người đếm. Cố lên mọi người ơi. Hai cái người này lần lẽ đánh mình nè. Đấy, hai người này đi chung này, hồi nãy thấy mấy chìm vậy. Đây rồi, 4 cục nha mọi người, 4 cục nha. 4 cục. Rồi, sao như vậy là hết rồi sao ấy? Bạn Huyền anh Cuti này cũng được 1 cục nữa rồi. Như là một cái thạch như có 3 cục thôi sao ấy. Để coi thêm được coi thử được không. Là cục nào nữa không? Hey. Đây. Lúc sáng một mình em đập 10 cục như này hả? Thù cha chắc lú luôn. Đập hồi lú luôn. Ấy. Mình thắc mắc là cái cục to này là có kim cương không ta? Có ngọc lục bảo hay là ngọc để chế tạo cái búa không ta? Mình thắc mắc thì có không ta? Ui, vậy là 4 cục nữa nha. Cục này là 4 cục luôn nè. Nói chung thì không biết được đa số là một cục này là bao nhiêu viên crypto hết. Nói chung là hên xui mọi người ơi. Không biết được. Đa số là 3 cục thôi. Giờ là 4 cục rồi nè. Cái viên này có 4 cục rồi nè. Đó. Rồi cố lên. Hay dầu. Hay dầu. Là nãy giờ mình bịt 5 cục đúng không ta? 5 cục hay 4 cục? 5 cục ra. Nói nhiều quá quên mất tiêu rồi. Ok. Thiếu bao nhiêu thì mình đập bấy nhiêu. Sợ gì. Cố lên. Em ra cục kim cương. Em ra kim cương cục to này hả? À như này là cục vẫn có nha mọi người nha. Cục này vẫn có kim cương nha. Cố lên. Lục bích nữa hả? Ủa hên vậy. Hên. Yeah. Ok, như vậy là 6 cục rồi. Quán lên. Quán thêm 2 cục nữa. Mà dù sao là mình còn thiếu cái viên khối. Cái khối, chế tạo cái khối còn thiếu. Mà một khối tạo là 10 phút lận. Còn thiếu, nên là... Ôi, rảnh thì đập luôn. Để qua cái kéo này đấy. Mình kéo hết coi. Kéo hết coi các bạn ơi. Cho kéo hết coi. Kéo hết coi. Ui. Nhìn cute ghê, được cute ghê mọi người. Ôi không có, ở đi thôi. Như hết rồi Su ơi. À rớt, đây, vừa nó coi hết rồi sao thì ra luôn kìa mọi người. Hay quá. Trời ơi, mém được là trúng người mình rồi, Quay xe bác là rớt ghê luôn. Ảo thiệt. Xém rồi rớt trúng người rồi. Cô lên. Ra. Cô lên. Ra. Rung quá anh ca. Cái gì đâu rung. Đập đi. Ui kim cương. Kim cương nè mọi người ơi, lần đầu tiên được kim cương nè. Oh yeah. Lần đầu tiên kim cương nè. Ui, xịn sò thế. Ôi, hên quá, đập tiếp. Hên quá mọi người ơi, hên rồi. Hôm đó thành quả rồi. Cố lên. Ra đi. Cố lên. Ra. Lên. Ok. Cố lên. Tiếp. Nhìn vui mọi người. Con nhìn chơi game mà ra cái trò đập này vui á. Ra. Trời ơi. Mình cảm giác như mình đang đập nó lúc nó kéo ra mọi người. Cảm giác mình người mình nghi ra sau lúc này con lại nghi ra. Chưa có. Có cục rồi ta. Ra nào. Đó. Cố lên. Bong. Bong. Đập hồi ngáo luôn. Ôi hỏng rồi kìa.
Không thì sửa, không thì sửa, cái đâu căng nè. Cái đâu căng nè, tập tiếp nè. Rồi, hết rồi. Rồi tiếp, tìm tiếp. Vui vui vui. À, bên này có nữa nè, qua kéo phát coi, kéo phát cuối coi. Kéo phát cuối coi. Hổ lên. Kéo phát cuối coi. Kéo phát cuối coi. Ra. Trời ơi, nó gần bể rồi. Chưa. Rất đều luôn. Đều luôn. Chưa, chưa ra. U hay quá. Phát cuối ra. Yeah yeah. Ok. Ui. Động đất, động đất, động đất. Động đất, động đất. Dứt, 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 dứt. Động đất này. Động đất hả? Động đất chúng tôi hả? Cái ra là bằng cái đánh đầu tiên ra là mọi người là người đánh đầu tiên là để ra. Người đánh đầu tiên là ra. Ôi trời ơi, đập quá chạy mồ hôi muốn tắm luôn này mọi người. Đi tắm, đập xong đi tắm. Đập xong đi tắm. Ok ra rồi nè. Đập xong đi tắm nha. Ấy. Bỏ vô. Bên này có cục này mọi người nè, này có cục đây rồi nè. Tắm cho mát rồi đập tiếp anh nữa. Tắm cho mát đập tiếp. Lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Lên. Chưa ra mọi người ơi, chưa ra mọi người ơi. Các bạn hơi lâu nha. Nói chung là mình gần đủ rồi mọi người à. Gần đủ rồi, chỉ yếu là thời gian để chế tạo thôi, chế tạo cái khối vuông vuông màu xanh đó thôi. Đó, cho nên là nói chung gần đủ rồi. Đó. Cái lúc đợi chờ thì mình đi đập luôn để làm gì ha? Đó, biết đâu ra cái cục mà để cục xanh xanh biển để đổi cái cuốc chim đúng không? Đó, biết đâu được. Biết đâu được. Đấy. Lên. Cố lên. Ôi. Ra. Ôi. Chưa, đừng bẻ rồi. Bên kia đặt vườn bể rồi kìa. Bể, bể, phát nữa, phát nữa bể. Lôi phát nữa bể. Ra. Úi trời ơi, bạn kia là khai pin rồi kìa, hên đó. Ra. Rồi. Phát nữa bể nè, sao là phát nữa bể nè, lôi phát nữa bể nè. Chưa luôn. Phát được bể. Ra. Chưa luôn mà lâu vậy ta. Hây dọc. Hây dọc. Chưa. Công nhận đập lên hồi ghiền luôn mọi người ơi. Công nhận đập lên hồi ghiền luôn á. Hồi ghiền luôn á. Ui rồi thì có hả? bạn được 3 viên luôn, hiền quá, bị hiền của ti được 3 viên luôn hả? Hên đó. Tắm phát rồi đi đập tiếp. Tao có viên rồi. Ok, được. Sao có gọi là viên to mà có viên nhảy lên được, có viên nhảy lên được, sao ta? Viên to quá, cao quá thì không nhảy được, còn viên nào mà vừa nhảy lên được. Ôi trời, động đất. Ở đâu? Ui, ôi về. Đây rồi anh em ơi. Gọi vô. Let's go. Ok, mình là người đầu tiên. Chắc chắn sẽ có đầu tiên. Chắc là như thế rồi. Ê. Nè, đó, thấy không? Chắc chắn là người đầu tiên, qua đây đập phát đầu tiên luôn nè. Lấy viên nè, thấy không? Tư duy. Lấy thêm viên nữa này chắc chắn luôn. Đó thấy không? Tư duy. Ok, qua kia đập với bạn cái dây vui. Đó, người đầu tiên chắc chắn sẽ có. Thôi đập thôi, nhảy đi. Cái viên này chắc nhảy lên được này.
Không được à? Có việc nhảy được, có việc nhảy không được mọi người ơi. Lặng lẽ cô đơn. Lặng lẽ cô đơn. Map này có hai người đập thôi. Phê lòi luôn. Map này có hai người đập thôi, phê lòi luôn. Cố lên. 20 phút nữa là mình sẽ có bộ đồ rồi. Cố lên, cố lên. Ôi, viên nữa. Ngon. Yo. Yo. Vừa nhảy đập chúng ta, vừa nhảy đập được chúng ta. Không được, vừa nhảy đập không được mọi người ơi. Nhảy đập không được, họ sẽ nhảy lui đấy. Nhảy lui mới ghê chứ. Ây dạ. Ôi, viên nữa. Ngon, ngon, ngon. Ngon rồi, ngon rồi. Nói chung là giờ mình dư rồi mọi người à. Mình dư cái quặng crypto rồi. À, dư rồi. Nói chung thì mình chỉ đợi thời gian để chế tạo thôi. Chứ mình dư sức rồi. Dư luôn rồi đó. Ngày mai mình sẽ cố gắng phải làm thêm video hoặc là đi tìm cái viên đá màu xanh dương xanh nước biển á để mình chế tạo cái cuốc chim. Đấy, mọi người cùng nhớ nó xem video nha. Ôi viên nữa. Ít xài phê phê phê. Quá nhiều. Dư rồi mọi người ơi, dư rồi. Ở bên này được mấy viên nữa đây. Anh ca kẻ đánh giá mọi loại đá. Anh ca kẻ đánh giá mọi loại đá này chứ. Úi giời. Khéo thế nhờ, nói khéo thế nhờ. Ra. Ui, thêm thế hình anh ơi. Lên. À, giờ người bấm thôi, giờ người bấm hai, bấm thôi. Bấm nút, mình bấm nút. Mình chơi trên máy tính cho nên là mình đợi, bấm. Bấm ngồi bấm thôi cái này mọi người, để thôi. Cái chuột thì mình trẻ nó lên được, mình bảo quản thôi. Đó, bảo quản. Đó, mình ngồi vậy thôi. Easy. Khỏe. Khỏe đúng không mọi người? Tắt. Nghe tiếng kia là mói. Ui, thêm nữa nè, crypto rồi nè. Dư quá rồi. Hay. Hey. Có, hết rồi. Thì thôi, đi tìm tiếp thôi. Cái đồ viên này kiếm đâu đây? Lấp lánh trong sắc. Lục bảo nó kiếm đâu ta? Kiếm thằng lục bảo đây em ơi. Với lại là quặng vàng. Hoặc là bảo với quặng vàng. Thiếu cái liệu vàng nữa mọi người ơi. Thiếu cái liệu vàng nữa. Chắc là khá lâu đây. Thiếu cái liệu vàng nữa. Thiếu 14 16.
Đây là 11 viên nữa, 11 viên là màu vàng nữa. Bên này một viên nữa. Ôi trời ơi. Thôi đi, đi kiếm một lục bảo thôi. Lục bảo ở đâu vậy? Mọi người, một lục bảo đâu mọi người? Lục bảo ở đâu? Thì tôi không biết ra đủ 10 vàng vàng với lại quả lục ngọc bảo không nữa. Càng. Lúc nãy vào chưa xem hết rồi chạy ra. Ý, ngọc bích mọi người ơi. Ơi. Như vậy hôm nay là ngọc bích, mình ra ngọc bích rồi nè mọi người. À, chắc mình đi chế tạo chắc hôm nay là không đủ là mình nếu không đủ bộ thì mình sẽ đi chế tạo cái gọi là cái cút chim mọi người ha. Nếu mà hôm nay chưa đủ bộ thì mai đào tiếp cho đủ bộ tại vì thiếu vàng vàng mọi người ơi. Với ngọc 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 lục bảo. Bây giờ ngọc bích ra nè mọi người. Ngọc bích ra nè. Ủa là la luôn. Ê. Ê. Chắc bây giờ video này mình sẽ làm chế tạo cút chim quá. Mọi người nhờ. Đây đây. Mình sẽ vào đây một khối đây, một cái này. Đấy, mình sẽ chế tạo cút chim nha. Video này mình sẽ chuyển qua là video chế tạo cút chim nha mọi người nha. Còn mình còn thiếu 10 quặng vàng với lại là một viên ngọc lục bảo nữa. Ai ngờ ra viên ngọc ngọc này trước mọi người ơi. Nó ra bên này trước mọi người à. Đấy, thôi giờ mình làm cái video này là chế tạo cút chim đi. Còn video bộ đồ chắc full bộ đồ chắc để bữa sau nhá mọi người ơi. Quặng vàng giờ mới có 5 cục à. Phải 15 cục mới đủ mọi người à. Đây là ngọc bích, ngọc lục bảo chưa ra mà đang ngọc bích rồi. đợi một phút nữa mình chế tạo cút chim luôn mọi người nha. Ok, hoàn thành, đã hoàn tất chế tạo. Ok. Mình sẽ chế tạo cút chim cho mọi người xem nha. Từ này xong rồi đó, khối này làm dư rồi đó mọi người. Nói chung là mình còn thiếu bộ đồ thì nói chung là hơi lâu nè, thiếu ngọc này nè. Ở với lại bộ vàng thì 5 cái đủ rồi nè. Bên này thì thiếu 10 cái này nữa nè. Đấy với lại một cái này thôi, video này sẽ chuyển qua mình chế tạo cút chim mọi người nhé. Ok. Đây đây đây. Ok, nè, bây giờ mình sẽ chơi cút chim mọi người xem nhá. Đấy, nói chung mình đủ rồi mọi người. Mấy cái này thì mình mọi người mua trong nội thất cho nhanh, nè, mấy khối này mua trong nội thất cho nhanh, còn cái viên này mới gọi là quan trọng này, viên này này. Đấy. Mình chưa ra được bảo thì mình đang ngọc bích rồi. Thôi video này mình sẽ gọi là video chế tạo cút chim. Ôi 1 giờ luôn hả? Đợi 1 giờ luôn hả? 1 giờ 49 phút. Ok, trong lúc này mình sẽ đi tìm quặng vàng mọi người nhé. Đợi 1 giờ 49 phút quay lại mình sẽ lấy cút chim. Quàng đi ra quàng đi. Quặng vàng. Quặng vàng. Ui kim cương nữa. Một viên kim cương nữa mọi người ơi. Cái lên. Một viên kim cương nữa. Giàu rồi. Ok. Nói chung là vừa thông báo vừa được thông báo. Đã hoàn thành mọi người ơi. Lấy cái khúc nha. Đây, easy easy. Giờ mình test thử luôn nha mọi người nha. Khúc chim PC, PC. À, ok. Giờ mình sẽ gọi là để ra mình test thử coi. Đấy. À, quên có chỉ số. Có chỉ số như nào nè. Sức mạnh 45 tăng 30% xác suất bắn thành cao cấp. À, tỷ lệ chí mạng 10%. Wow. Ok, như vậy là mình đã chế xong nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi đi đạp đi đi đập thử mọi người nhé. Test luôn mọi người nha. Đây, cục này xem như thế nào đây. Xem như thế nào đây. Quảng vàng. Ok. Đúng đúng thứ mình đang tìm đang thiếu quặng vàng. Mình đang thiếu quặng vàng để chế đồ mọi người ạ. À. Chế bộ đồ với lại là ngọc lục bảo. Đó, thứ hai viên nó. Ôi, cái cút này có vẻ hên nha. Cái cút chim có vẻ hên nha. Ok. Ai. Bây giờ mình sẽ test thử cái cục đá to là như thế nào nha. Sẽ thử cút là như thế nào đây nha. Giờ là đập. Hay giờ. Hay giờ. Đó, cái tiếng này giống cái tiếng này đó. Cút này đập vô là nó kêu cái tiếng keng keng mới đúng nè. Cái búa hơi mà đập vô keng keng là hơi hơi lạ nha. Búa hơi đập vô đá kêu keng keng hơi lạ nha. Đấy. Xem thử như phẩm như nào đây. Đấy. Thôi một cục thôi nha, thôi một cục thôi nha. Đó. Còn bữa sau mình sẽ đào đi đào tiếp là bây giờ đào tiếp để mình kiếm vàng vàng với ngọc lục bảo. Ó vàng vàng nè, vừa nhắc. Ờ hên hên cút này hên cút này hên. Đó, mình sẽ nhắc. Mình sẽ test thử.
hên không đã phải. Rồi sau mình làm kiếm lần ngọc lục bảo á để mình chế đồ á, chế đồ siêu nhân á thì cũng cũng cần phút này đó, để sau sẽ test nhiều hơn, dùng nhiều thử nhiều hơn xem như thế nào luôn mọi người nha. Ok bây giờ thì xong cái cục này mình sẽ gọi là xin phép có được một chiếc crypto này, crypto này đấy, hê nha, cú là hê nha. Ok đấy, ok như nào ok xong thôi. Nói chung thì video tới đây thôi mọi người ơi, ở mọi người này đấy, cuốc chim này chết xương xương vậy thôi mọi người ha. Video sau mình sẽ gọi là dùng cái cuốc này mình đi đào kiếm ngọc lục bảo để mình chế bộ đồ mọi người nhé, mọi người đón xem nha. Còn bây giờ thì mọi người thì chưa like cho đấy kênh hãy giúp cho mình xin một like vào đấy kênh cho mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đó. Hiện nay thì chưa like cho đăng ký kênh nữa nha, nhớ là đăng ký kênh cho mình nha để giúp mình sớm được 50 ngàn người đăng ký nha, 50 50 gọi là nghe xin lượt subscribe nha mọi người. Mình mỏi rồi thôi, giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người nhé, bye mọi người, bye mọi người thì nhớ mang.